thật ý. Hay là ông nào bầu trưởng đẹp như thế nhỉ? Thế không biết giải ngân hàng có đẹp hơn không nhỉ? Tất nhiên là đẹp hơn chứ. Vậy em đã nghe về sự tích giải ngân hà chưa? Sự tích giải ngân hà? Ừ. Em không biết. Là vì xa xưa, khi mà thần Zeus bế con trai của mình là Hercules, cho cậu bé bú trộm dòng sữa của nữ thần Hera để trở nên bất tử. Nhưng mà không ngờ nữ thần choang tỉnh dậy, làm dòng sữa văng tung tóe, tạo nên giải ngân hà. Vì vậy từ đó giải ngân hà còn được gọi là Milky Way đấy. Thật á? Thật là dòng sữa luôn á? Dòng sữa văng lên trời. Thế còn mặt trời? Mặt trời có sự tích gì không? Mặt trời cần gì sự tích? Chẳng phải sự rực rỡ của nó chỉ những cô gái như em à? Này, em mắc bệnh cả tin đấy. Anh cứ nói mấy cái lời có cánh như thế nhưng em tin thật thì sao? Em cứ tin đi, mất gì đâu. Hôm nay em sẽ rủ người lên đây cho Nguyệt ngắm trăng. Nguyệt sẽ thích lắm đấy. Không được, đây là chỗ bí mật của anh. Chỉ có những người đặc biệt thì mới được đến đây cùng anh thôi. Còn Nguyệt đã có Tùng lo rồi, em không cần phải lo cho Nguyệt. Thế em đi chơi một mình à? Thì đã có anh đây. Em nói gì anh đấy? Mở to lên cho anh nghe với. Em bảo là anh quá đáng sợ. Anh cứ dắt thính liên tục ý, anh không mỏi tay à? Em cứ dính đi có mất gì đâu. Mặt trời ý. Mặt trời, nghĩ đi nghĩ lại. Dù nó rực rỡ như thế thôi, nhưng mà cũng cô đơn phết đấy. Cô đơn nhất vũ trụ luôn còn gì. Anh không thấy à? Mỗi lúc mà mặt trời xuất hiện thì các bạn của nó đều biến đi mất hết, để lại một nó một mình cô đơn còn gì. Cho em mượn điện thoại. Anh cái số nhanh rồi đấy. Khi nào mặt trời thấy cô đơn thì gọi cho anh nhé. Bây giờ thì em đang làm luận văn tốt nghiệp. Nói chung thì em vừa đi học ở trường, lại vừa học hỏi thêm ở bên ngoài nữa. Thi thoảng thì em có làm những cái job thiết kế nho nhỏ để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Thời gian còn lại thì em hỗ trợ truyền thông ở một quán cà phê của người câm điếc. Thú vị nhỉ? Thú vị mà. Em học được từ họ rất nhiều thứ luôn ý. Nghị lực sống này, sự chăm chỉ, tỉ mỉ, cả sự lạc quan nữa. Em còn học được là nếu như tình yêu thương và sự quan tâm không thể nói ra bằng lời hay là không thể lắng nghe được thì có thể biểu hiện bằng cách nào nữa đấy. Biểu hiện bằng cách nào? Chỉ anh với.